Bộ Y tế chính thức xác nhận bệnh nhân thứ 39 nhiễm dịch COVID-19. Ngày 12 tháng 3, Bộ Y tế xác nhận vừa phát hiện một bệnh nhân ở Hà Nội dương tính với virus corona chủng mới. Đây là trường hợp thứ 39 tại Việt Nam được xác định nhiễm COVID-19. Theo đó, bệnh nhân là nam, 25 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, là hướng dẫn viên du lịch. Bệnh nhân cho biết, ngày 4 tháng 3 đã dẫn đoàn khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, trong đó có tiếp xúc với bệnh nhân số 24, người được xác định dương tính với COVID-19 tại Quảng Ninh. Ngày 8 tháng 3, bệnh nhân nhập viện Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương với triệu chứng sốt nhẹ, không ho, không khó thở. Bệnh nhân đã được lấy mẫu làm xét nghiệm COVID-19. Kết quả xét nghiệm ngày 11 tháng 3 cho thấy, bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2. Đây là trường hợp bệnh COVID-19 thứ 5 của Hà Nội và là trường hợp thứ 39 của Việt Nam. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức điều tra người tiếp xúc, xử lý ổ dịch, xử lý khử khuẩn môi trường trong khu vực nơi bệnh nhân cư trú. SARS-CoV-2 biến chủng, đề xuất cách ly tập trung người đến từ châu Âu. Tại Italy đã xác định đồng thời có 4 biến chủng của virus SARS-CoV-2, khác với chủng của virus được xác định tại Vũ Hán, Trung Quốc. Sáng ngày 11 tháng 3, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra đã họp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ban Chỉ đạo thống nhất phải kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào Việt Nam. Theo đó, tất cả các trường hợp người nhập cảnh vào Việt Nam, kể cả người Việt Nam và người nước ngoài, đều phải khai báo y tế bắt buộc. Phân tích diễn biến dịch tại châu Âu, bên cạnh việc đơn phương tạm dừng chính sách miễn visa đối với 8 nước châu Âu, Ban Chỉ đạo cũng bàn thảo vấn đề có nên báo cáo cấp thẩm quyền cho phép tổ chức cách ly tập trung đối với những người đến từ khu vực này hay không. Hiện nay diễn biến dịch bệnh ở khu vực này rất phức tạp, số ca mắc và tử vong tăng nhanh, khí hậu mùa này cũng thuận lợi cho virus phát triển, người dân châu Âu có thói quen tự do đi lại, không đeo khẩu trang, nên nguy cơ cao. Vợ chồng ngôi sao Hollywood Tom Hanks dương tính với SARS-CoV-2. Tài tử Tom Hanks, 63 tuổi, và vợ Rita Wilson vừa thông báo có xét nghiệm dương tính với chủng virus corona mới SARS-CoV-2 gây dịch bệnh COVID-19. Đây là những người nổi tiếng đầu tiên công khai về dịch bệnh này. Hiện cặp đôi đang ở Úc để tham gia một bộ phim về Elvis Presley, trong đó Tom Hanks thủ vai đại tá Tom Tucker, quản lý của ca sĩ người Mỹ huyền thoại. Tuy nhiên, nam diễn viên Tom Hanks đã đăng một tin nhắn lên tài khoản Instagram cá nhân cho biết, hai vợ chồng ông đã bị ốm. Xin chào các bạn, Zita và tôi đang ở Australia, chúng tôi hơi mệt một chút, giống như bị cảm, và bị đau nhức người, Zita còn bị một số cơn ớn lạnh và sốt nhẹ, dòng tin viết. Chúng tôi phải tuân thủ các quy trình do các quan chức y tế hướng dẫn, gia đình Hanks sẽ được cách ly để bảo đảm an toàn và sức khỏe cho cộng đồng, chuyện gì đến sẽ đến thôi, đâu còn cách nào khác. Đúng không? Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin cho cả thế giới biết. Ông Han viết.